Xin chào mọi người, trong những ngày rét đậm rét hại như thế này thì việc sở hữu cho gia đình một chiếc máy sưởi sẽ là một sự lựa chọn thông minh giúp chúng ta có thể giữ ấm cho cơ thể này và vừa có thể giúp giữ không gian của mình thoải mái hơn. Trong video ngày hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ mang tới top 5 chiếc máy sưởi cho ngày rét sâu. Hãy cùng theo dõi để xem đâu sẽ là sản phẩm phù hợp với gia đình của bạn nhé. Nếu như các bạn là người yêu thích sự nhỏ gọn, tiện lợi và tiết kiệm diện tích thì đừng bỏ qua chiếc quạt sưởi Ceramic Roller RC2119R nhé. Quạt sử dụng công nghệ sưởi gốm PTC để làm ấm không gian. Đây là công nghệ sưởi hiện đại sử dụng gốm để làm vật phát nhiệt, mang hơi ấm tỏa từ từ ra bên ngoài, giúp tăng nhiệt độ phòng mà không gây sốc nhiệt. Công suất hoạt động mạnh mẽ 2000W giúp làm ấm không gian nhanh chóng. Bạn có thể điều chỉnh chức năng và nhiệt độ một cách dễ dàng bằng các phím nhấn hoặc là có thể sử dụng điều khiển từ xa vô cùng tiện lợi. Ngoài ra, quạt sưởi Ceramic Roller RC2119R còn có khả năng hẹn giờ lên đến 12 giờ, tránh làm người dùng phải thức giấc để bật tắt quạt. Sản phẩm đang được bán với mức giá chỉ hơn 1 triệu đồng, bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 90 ngày nếu như có lỗi từ nhà sản xuất. Sản phẩm tiếp theo đến từ thương hiệu Sunhouse, chiếc quạt sưởi điện ceramic với mã sản phẩm là SHD7071. Sản phẩm được điều khiển bằng núm xoay rất dễ sử dụng gồm núm khởi động và chọn chế độ Min Max và núm điều chỉnh nhiệt độ làm ấm cao, thấp. Hai chế độ sưởi tương ứng với đó là hai mức công suất 1200W và 2000W tùy thuộc vào nhu cầu sưởi ấm của gia đình bạn. Quạt cũng sử dụng công nghệ sưởi gốm PTC làm ấm nhanh không gây khô da. Một điểm cộng nữa là chiếc quạt này có chế độ bảo vệ khi quá nhiệt và tự ngắt khi nghiêng đổ, cho nên sẽ vô cùng an toàn trong quá trình sử dụng. Sở hữu ngay sản phẩm với mức giá 1 triệu 490 ngàn đồng, cùng với đó là rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn khác của MediaMart trong dịp cuối năm nay. Những chiếc quạt sưởi tháp luôn có một sức hút lạ kỳ đối với cá nhân Ngọc Hoa, có lẽ là không chỉ bởi chức năng dùng để sưởi ấm mà trông nó còn rất là đẹp mắt cũng như là sang trọng nữa. Thế cho nên là ở sản phẩm thứ 3 này, mình lại dành một sự ưu ái nho nhỏ dành cho chiếc quạt sưởi tháp đến từ thương hiệu Kangaroo với mã sản phẩm là KGFH06. Thiết kế thì có lẽ là không cần phải bàn nữa, đẹp, rất đẹp đúng không ạ? Gọn nhẹ, đặt để ở đâu cũng tiện. Công nghệ sưởi gốm Ceramic PTC tự nhiên đảm bảo 4-0, không đốt cháy không khí, không phát ánh sáng, không gây tiếng ồn, không làm khô da, gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp và sức khỏe người. KGFH06 có công suất hoạt động từ 1100W đến 2000W, tự động tùy chỉnh cài đặt nhiệt độ theo mức nhiệt từ 15 độ C đến 45 độ C, phù hợp với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Khả năng làm ấm nhanh chóng chỉ sau 3 giây khởi động, không cần bật trước khi sử dụng, dễ dàng tăng giảm nhiệt độ với màn hình điều khiển trên thân máy. Quá nhiều điểm cộng dành cho chiếc quạt sưởi Ceramic Kangaroo này, đặc biệt em nó lại còn có chế độ hẹn giờ bật tắt trong vòng 24 tiếng mà mức giá lại chỉ có là 2 triệu 690 ngàn đồng. Hãy cân nhắc để có thể sở hữu em này về đón Tết cùng gia đình năm nay nhé! Sản phẩm ở vị trí thứ tư trong top 5 ngày hôm nay đó chính là một chiếc máy sưởi dầu 11 thanh Tiros RS9217. Máy sưởi dầu Tiros có công suất 2200W, giúp làm ấm phòng nhanh hơn, phù hợp làm ấm hiệu quả cho không gian phòng có diện tích từ 15 đến 20 m². Thiết kế 11 thanh sưởi kiểu đục lỗ, giúp tăng hiệu suất làm nóng lên đến 27%. 4 bánh xe và tay kéo giúp di chuyển máy tiện lợi. 3 tốc độ sưởi ấm hiện đại, tùy theo nhu cầu sử dụng và diện tích phòng. Máy sưởi dầu Tiros có khả năng sưởi ấm nhanh chóng và đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Chỉ nhìn 2 triệu là các bạn đã có thể sở hữu ngay một chiếc máy sưởi dầu vô cùng ưng ý, từ thiết kế cho đến tính năng. Vậy thì ngại gì mà không dinh ngay em nó về nhà đúng không ạ? Chiếc máy sưởi cuối cùng mà các bạn không nên bỏ lỡ trong mùa lạnh này đó chính là chiếc máy sưởi dầu 12 thanh Roller RH2117. Thiết kế thông minh với 12 thanh sưởi có khả năng chống bỏng cao, tích hợp khay đựng nước tạo ẩm. Máy sưởi dầu Roller có thể được sử dụng như một chiếc máy sấy quần áo vào mùa đông bởi sản phẩm có giá phơi đi kèm giúp bạn phơi, sấy quần áo vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm một cách dễ dàng hơn. Công suất mạnh mẽ 2200W giúp làm nóng nhanh chóng, nhiệt độ tỏa đều khắp gian phòng. Sản phẩm sử dụng công nghệ tiên tiến, không đốt cháy oxy, không gây khô da, an toàn cho hệ hô hấp của người già và trẻ nhỏ nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, chế độ Eco trên máy giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả. Đặc biệt, dầu trong máy có vòng đời dài, tiết kiệm nhiên liệu, ít hao mòn trong quá trình sử dụng. Chiếc máy sưởi đến từ nhà Roller đúng là 10 điểm không có nhưng. Hãy nhanh chóng lên đời cho gia đình bạn với chiếc máy sưởi này, mức giá chỉ 2 triệu 990 ngàn đồng. Đảm bảo là các bạn sẽ không thất vọng đâu.
Có rất nhiều những sản phẩm máy sưởi để có thể giữ ấm cho bản thân và gia đình trong những ngày lạnh như thế này. Không biết là qua những gợi ý vừa rồi của Ngọc Hoa thì mọi người đã có thể tham khảo và lựa chọn được chưa? Nếu như còn bất cứ những thắc mắc hay là muốn được tư vấn thêm thì quý vị đừng ngần ngại, hãy truy cập vào website mediamart.vn, thegioidienmay.com hoặc gọi vào số hotline 1900 6788 để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại!